Cách để làm slime bằng dầu gội và kem đánh răng. Slime là một món đồ chơi vừa nhầy nhụa vừa bết dính rất thú vị. Công thức để làm slime phổ biến thường dùng là keo và borax. Nhưng khi bạn không có hai nguyên liệu này thì phải làm sao? May mắn thay, bạn vẫn còn có rất nhiều cách để có thể làm slime. Với một số loại slime, bạn không cần dùng đến một giọt keo nào cả. Có lẽ công thức bất ngờ nhất chính là dùng dầu gội và kem đánh răng. Làm slime đơn giản. Đổ một ít dầu gội ra đĩa nhỏ. Bạn nên chọn loại dầu gội đặc. Ngoài ra, loại màu trắng hoặc màu đục sẽ hiệu quả hơn. Ấn vòi sạch chai dầu gội 2 lần hoặc lấy khoảng 2 thìa canh, khoảng 30ml dầu gội cha vào một chiếc đĩa nhỏ. Nếu dùng dầu gội màu trắng, bạn có thể thêm 1 hoặc 2 giọt màu thực phẩm. Lưu ý khi chọn mùi hương của dầu gội, kem đánh răng thường có mùi bạc hà, nên khi kết hợp với dầu gội thơm mùi bạc hà, sẽ thích hợp hơn loại có hương hoa quả. 2. Thêm một ít kem đánh răng. Kem đánh răng loại bồ đục, màu trắng hoặc màu xanh lá là thích hợp nhất, nhưng bạn vẫn có thể dùng loại có sọc. Lấy một lượng kem đánh răng bằng 1/4 lượng dầu gội, khoảng 1 thìa cà phê là đủ. Kem đánh răng Conscas có vẻ hiệu quả nhất, nhưng bạn vẫn có thể thử thêm những loại khác. 3. Khuấy đều hai nguyên liệu bằng tâm. Trong khi khuấy, dầu gội và kem đánh răng sẽ hòa quyện vào nhau, tạo thành một hỗn hợp sệt. Việc này sẽ mất khoảng 1 phút. Nếu như không có tâm, bạn sẽ dùng một vật dụng nhỏ khác, chẳng hạn như que kem hoặc thìa nhỏ. 4. Thêm dầu gội hoặc kem đánh răng nếu cần và tiếp tục khuấy. Nếu slime quá cứng, bạn cần thêm nhiều dầu gội hơn. Nếu slime quá mềm, bạn nên thêm kem đánh răng. Sau khi thêm nguyên liệu, bạn hãy khuấy đều slime thêm khoảng 1 phút hoặc cho đến khi hỗn hợp mịn và đều màu. Không có chuyện đúng hoặc sai trong việc làm slime này. Phần lớn quá trình thực hiện đều dựa vào sở thích của bạn. Đừng lo quá nếu như cảm thấy slime có phần hơi quá bết dính. Bạn vẫn cần phải thực hiện bước đông lạnh để giúp cho slime cứng lại. 5. Đông lạnh slime từ 10 cho đến 60 phút. Kiểm tra slime sau 10 phút. Slime lúc này đã cứng nhưng không cứng như đá. Nếu như slime vẫn còn quá nhão, bạn nên đông lạnh thêm ít nhất là 50 phút. 6. Nhào slime cho đến khi mềm. Lấy ly slime ra khỏi tủ đông, sau đó vo, nhào và bóp bằng những ngón tay cho đến khi slime mềm và có độ dẻo thêm một lần nữa. Slime sẽ không còn kết cấu tương tự như trước khi bạn cho nó vào tủ đông. 7. Chơi slime. Loại slime này rất đặc biệt và trông như Bursty. Bạn có thể nhào, bóp và kéo slime. Sau khi chơi xong, bạn nên cho slime vào hộp nhựa có nắp đậy. Slime sẽ khô cứng sau một khoảng thời gian sử dụng và lúc này thì bạn nên vứt nó đi. Làm slime Montanos. 1. Đổ một ít dầu gội khoảng 2:1 ra đĩa. Loại dầu gội này thường đặc hơn và trơn hơn, rất thích hợp để có thể làm slime Montanos. Bạn cần bóp một chai dầu gội khoảng từ 1 đến 2 lần để lấy lượng nguyên liệu vừa đủ. Head and Shoulder là thương hiệu dầu gội quen thuộc và cũng rất hiệu quả khi làm slime, nhưng bạn cứ thử dùng thêm những loại khác. 2. Lấy một ít kem đánh răng loại đục. Bạn chỉ cần lấy kem đánh răng bằng một nửa lượng dầu gội. Nếu như muốn slime Montanos lần này nhẹ nhụa hơn, bạn có thể giảm kem đánh răng. Bạn có thể dùng bất kỳ một loại kem đánh răng nào như Conscat thường cho hiệu quả tốt nhất. 3. Khuấy đều nguyên liệu bằng tâm. Bạn có thể dùng que kem hoặc thìa nhỏ. Tiếp tục khuấy đều cho đến khi dầu gội và kem đánh răng hòa quyện vào nhau, tạo thành ly slime dính, nhầy nhụa. Việc này sẽ mất khoảng 1 phút. Thường xuyên thay đổi hướng khuấy. Bạn khuấy hỗn hợp vài vòng theo một hướng nhất định, rồi chuyển sang khuấy theo hướng ngược lại. 4. Điều chỉnh kết cấu nếu cần. Nếu như slime Montanos quá dính, bạn cần thêm kem đánh răng. Nếu như loại slime này chưa đủ dính, bạn cần thêm nhiều dầu gội hơn. Nếu như khuấy đều slime, sau khi bạn thêm nguyên liệu, thường mất khoảng 1 phút. Chỉ nên thêm một lượng kem đánh răng bằng hạt đậu và lượng dầu gội bằng hạt nho. 5. Chơi slime. Loại slime này thường vón lại, bết dính và trông rất bẩn, như một con quái vật bẩn thỉu. Bạn cần nên bảo quản slime bằng hộp nhựa có nắp đậy kín sau khi chơi xong. Sau một khoảng thời gian, slime sẽ cứng lại, lúc này thì bạn nên vứt nó đi và làm một cái mới. Làm slime với muối. 1. Đổ một ít dầu gội ra đĩa nhỏ. Bạn chỉ cần bóp chai dầu gội 1 hoặc 2 lần để lấy được một lượng vừa đủ. Bạn có thể dùng bất kỳ một loại dầu gội nào, nhưng loại đặc và có màu trắng thường sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Nếu như dùng dầu gội có màu trắng và muốn như làm slime có màu, bạn cần khuấy thêm 1 hoặc 2 giọt màu thực phẩm. 2. Thêm một ít kem đánh răng. Bạn sẽ lấy một lượng kem đánh răng bằng 1/3 lượng dầu gội. Bạn có thể dùng bất kỳ một loại kem đánh răng nào.
Kem đánh răng màu đục là loại thường được dùng để làm slime, thường là loại gel thích hợp để làm slime trong phần này. Đừng quá lo lắng về lượng nguyên liệu, hãy nhớ rằng bạn luôn có thể tăng lượng nguyên liệu slime nếu như có kết cấu như mong muốn. 3. Khuấy đều slime. Bạn có thể dùng tăm, que kem hoặc thìa nhỏ để khuấy. Tiếp tục khuấy cho đến khi hỗn hợp có màu và kết cấu đều. Đừng lo nếu như hỗn hợp vẫn chưa thành slime. 4. Thêm một nhúm muối và tiếp tục khuấy. Khuấy đều khi dầu gội, kem đánh răng và muối quyện thành slime. Việc này sẽ mất khoảng 1 phút. Bây giờ, hỗn hợp của bạn đã bắt đầu trông như slime. Muối là một nguyên liệu thần kỳ giúp cho dầu gội và kem đánh răng trở thành slime. Dùng muối ăn nếu có thể. Muối hộp thường khó quyện đều cho hỗn hợp. 5. Điều chỉnh kết cấu trong khi khuấy. Tiếp tục thêm bổ ích dầu gội, kem đánh răng và muối khi khuấy slime. Quá trình khuấy hoàn tất hỗn hợp khi không còn bám vào thành bát. Không có một công thức chính xác để có thể làm slime. Và phần lớn là quá trình thực hiện đòi hỏi bạn phải nhào trộn nguyên liệu cho đến khi có kết cấu như mong muốn. 6. Chơi slime. Loại slime này đặc và hơi xốp. Nếu như muốn slime dẻo hơn, bạn nên tiếp tục nhào và kéo. Bạn nên bảo quản slime trong hộp nhựa có nắp đậy sau khi chơi xong. Slime bị khô sau một khoảng thời gian sử dụng và khi điều đó xảy ra, bạn nên vứt slime rồi làm một cái mới. Lời khuyên, tuổi thọ của slime tùy thuộc vào nguyên liệu và số lần sử dụng. Một số loại kem đánh răng và dầu gội có thể sẽ khô nhanh hơn. Nhiều người làm slime thành công khi dùng kem đánh răng Colgate và dầu gội đô. Ban đầu, kem đánh răng có thể không quyện vào dầu gội. Trong trường hợp này, bạn có thể tiếp tục khuấy cho đến khi hỗn hợp đều nhau. Nếu như sử dụng kem đánh răng có màu, bạn nên dùng dầu gội màu trắng hoặc trong suốt để thành phẩm có màu được đẹp mắt. Nếu như chọn dùng kem đánh răng có màu trắng, bạn hãy thử kết hợp với dầu gội có màu. Như vậy, slime sẽ có màu của dầu gội. Nếu như muốn làm slime có màu, bạn nên thêm vài giọt màu thực phẩm vào dầu gội màu trắng hoặc trong suốt. Sau đó hãy thêm kem đánh răng màu trắng vào. Nếu như không tạo ra được thành phẩm, bạn hãy thử dùng dầu gội và kem đánh răng của những thương hiệu khác. Hãy thử nghiệm thay dầu gội bằng kem dưỡng da, nước xà phòng hoặc dầu xả. Thử dùng đường để thay cho muối và xem được kết quả như thế nào. Loại slime muối thường có mùi khó chịu, bạn nên thêm nước rửa tay khô. Nếu như slime còn ướt, bạn hãy thử cho nó vào tủ đông khoảng từ 10 đến 15 phút hoặc lâu hơn. Đừng thêm quá nhiều muối kẻo làm hỏng slime. Thêm dầu xả hoặc kem dưỡng da nếu như slime dính vào tay của bạn. Cảnh báo, slime chỉ có thể sử dụng được trong một khoảng thời gian ngắn, kể cả khi được bảo quản bằng hộp kính. Sau một khoảng thời gian, slime thường sẽ khô cứng. Những thứ bạn cần, slime cơ bản, đĩa nhỏ, dầu gội đặc, kem đánh răng, tăm, tủ đông, hộp nhỏ có nắp đậy, slime smontanot, đĩa nhỏ, dầu gội 2:1, kem đánh răng, tăm, hộp nhỏ có nắp đậy, slime muối, đĩa nhỏ, dầu gội đặc, kem đánh răng, muối, tăm, tủ đông, hộp nhỏ có nắp đậy.